đó. Có bạn nào có thể thách với Huy không? Ai 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 bạn nào ai em ra đi. Cho em chọn bài, bài gì đây? Anh thích chọn bài, anh chọn biết đấy một bông nha. Nói chuyện chứ bây giờ nãy giờ em lên em chưa giới thiệu tên cho tất cả các bạn và quý vị khán giả nghe. Biết luôn, cái này biết luôn. 10 có 12 con giáp này phải không con gì? Chưa máu. Cùng đôi máu. Anh hùng nhắc cùng bị hội đồng nè. Cô đem máu. Ai cũng mèo. Đô đem máu. Đô đem máu. Đô đem máu. Bậy nữa. Có máu là gì vậy? Đô đem máu là bậy nữa. À, bự hả? Doraemon. Ok, rồi Doraemon. Doraemon, bây giờ Doraemon hát bài gì này Doraemon? Bây giờ Doraemon muốn hát bài nghi ngờ. Khoan, bây giờ anh sẽ cho em một điều kiện nữa là bây giờ em đã can đảm lên đây rồi thì em sẽ có một đặc quyền rất là lớn, đặc quyền cực kỳ lớn trong cái buổi hát ngày hôm nay. Đó là em sẽ được chi điểm thêm 3 bạn nữa lên nhảy. Những bạn nào em thích. Trăng heo. Bạn trăng heo. Bạn cho em. Tức là khi mình đã chỉ định bạn này lên hát thì mình cũng phải có một cái phần trách nhiệm đó, cho mình sẽ lên đây nhảy với bạn hát. Rồi hai bạn đặt tên đến đây. Rồi ai nữa, một bạn nữa, bạn nam đi. Bạn nam ai? Hai một hai bạn rồi, một bạn nữa, bạn nữa. Cái gì? Cái tiều. Là sao? Bèo ơi, bèo à. Nói chung là những cái nick đẹp rất dễ thương. Thứ nhất là bạn Trang Heo, thứ hai là bạn Candy Quỳnh, thứ ba là bạn Bánh Bèo. lên em, đừng cái dành nỗi đau nữa, ở luôn. Đó, đừng ngọt quá. Rồi, Quỳnh, lên em. Bây giờ thì ba em nhảy dưới đây. Nhảy động tác tự do. Có thể nhảy tự do, nhảy hip hop, nhảy gì đó uốn dẻo, hoặc là những cái hành động mà em thể gọi là nhảy. Nói chung là phải cử động nha. Không cử động bị phạt đó, phạt của đôi rất là nghiêm ngã. Đây em, mời em xuống đây. Đây. Nhảy hết nhạc, tức là sau khi nhạc ngừng mà các bạn không nhảy được thì các bạn sẽ bị thua. Rồi chơi. Rồi cho em lên nhạc luôn. Đây, xuống đây. Đó. Có đồ hướng dẫn luôn, đó thấy chưa. Đây em. Vô. Chơi lại đi em. Chuẩn bị. Gì? Nhảy đi. Không nhảy bị phạt đó. Lỗ tay các bạn lên tinh thần được không? Đúng rồi. Hey. Thân mình tình giận chi hoài, làm sao cho em hé buồn cười. Giận nhau chi cho sâu em nhé, lòng anh thêm đau buồn hơn. Chớ giận hờn làm u sầu, hằn lên trên đôi mắt nhu huyền. Tình yêu luôn như trời mưa nắng, khi trái tim tôi bơ vơ. Đã bao lời anh nói ra, đều rất chân thành em hỡi. Trái tim này không biết sao rồi, chỉ yêu có em người ơi. Biết trước nào chưa ngờ. Vô nhạc nhảy nè. Nhảy đi, vỗ tay qua nhảy. Không nhảy bị phạt đó. Hết nên tình giận chi hoài, làm sao cho em hé môi cười. Giận nhau chi cho sâu em nhé, lòng anh thêm đau buồn hơn.
chưa dần hà lòng u sầu, hàng lên trên đôi mắt nhu huyền, tình yêu luôn như trời mưa nắng khi trái tim tôi vừa vỡ. Đã bao lời anh nói ra đều rất chân thành em hỡi yêu. Nhảy kìa, mà lòng người ai hay. Đó, nhạc dài lắm, nhảy đi. Rồi, 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 rồi. Bên đây mình làm được quả, làm theo nha. Vô đi. Anh nhảy gì vậy đó? Thôi, khó quá thôi. Gì nữa? Làm theo. Vô. Rồi bốn, hai, ba. Đừng vội vàng cô yêu. Gạo sắp xây xong rồi.